sâu ăn chân xuống bừng sợ địa xuống bừng sợ địa vô rừng sợ vùng đất phương Nam. Từ trước khi có những dấu chân khai phá đầu tiên, còn là mảnh đất hoang sơ, nổi tiếng với có mọc thành tinh, rắn đồng biết gáy. Dù là vùng rừng thiêng nước độc với nhiều thú dữ, nhưng có những con người đã làm nên huyền thoại, thay đổi tất cả sự sống nơi đây. Tới đây xứ sở lạ lùng, con chim kêu cũng sợ, con cá dùng cũng ghê, chèo ghe sợ xấu cắn chân, xuống bưng sợ đĩa, lên rừng sợ ma. Và từ đây hành trình mở cõi đất phương Nam cũng được bắt đầu, với những lưu dân gan dạ, với ý chí khát khao chinh phục thiên nhiên của mình. Trên mỗi bước chân đi qua, sự sống nơi đây cũng bắt đầu được sinh sôi, hạt mầm của sự trù phú cũng bắt đầu nảy nở, và vùng đất phương Nam cũng dần hiện rõ một hình hài mới, không chỉ xinh đẹp, hiền hòa, mà còn là sự trù phú và cuộc sống phồn vinh. Cơn gió, theo con nước, những bước chân của lưu dân khắp nơi đã dần có mặt ở nơi vùng đất phương Nam này, đã bắt đầu đặt tên gọi, đánh dấu cho mỗi hành trình chinh phục tự nhiên. Và Dinh Long Hồ cũng đã được ghi tên vào lịch sử bản đồ Nam Tiến của dân tộc. Sự ra đời của Dinh Long Hồ không chỉ là dấu ấn địa lý, là địa danh lịch sử, mà thành lũy Dinh Long Hồ còn chính là sự kết tinh hội tụ của cả một vùng văn hóa rộng lớn, với những chủ nhân mới đang cùng vẽ nên một diện mạo mới cho vùng đất phương Nam trù phú. Trải qua biết bao biến cố thăng trầm của thời gian và thời cuộc, Long Hồ Dinh cũng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, từ đó tạo nên sự ra đời và phát triển của vùng đất Vĩnh Long ngày nay và cả Vĩnh Long của ngày mai. Vùng đất xưa hoang vu, cha ông đến mở cõi, dựng Vĩnh Long Hồ khai khẩn phía trời Nam, hình dấu ấn xác lập chủ quyền dân tộc, xây đất tương lai đất mới như trời xanh. Lịch
Nếu Long Hồ Dinh được biết đến là một dinh trấn mang đậm vết tích của lịch sử mở rộng cương vực lãnh thổ Việt Nam, thì Mang Thích Vĩnh Long lại mang dáng dấp của một bức tranh sống động về một bản sắc văn hóa cộng đồng có lịch sử trăm năm với tên gọi Làng Gạch Gốm Đỏ Mang Thích Vĩnh Long. Nằm hai bên bờ kinh Thầy Cai, nơi đây hội tụ tất cả những giá trị văn hóa tâm hồn của những câu chuyện đầy sâu lắng của những nghệ nhân tài hoa và nhiệt huyết bên Làng Gạch Gốm Đỏ. Bằng tình yêu nghề và sự cần cù sáng tạo, tô điểm cho đời bằng những kiệt tác mang niềm tự hào của người dân miền sông nước. Sử tin rằng trong mỗi chúng ta đều sẽ luôn cảm thấy tự hào về dân tộc, với những con người trí tuệ và kiên trung bất khuất, và chúng ta của hôm nay đã có đủ sức mạnh để kế thừa những tinh hoa của dân tộc bằng niềm tin và khát vọng, bằng trí tuệ và tình yêu quê hương tổ quốc. Những chủ nhân của vùng đất Vĩnh Long hôm nay nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục sứ mệnh của mình, cùng nhau kiến tạo nên một tương lai mới, tương lai của cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc, vững bền. Tương lai đó có tên gọi là tương lai xanh, cuộc sống xanh. Dòng sông chảy trong lành, nuôi dưỡng cây trái xanh, chúng ta gìn giữ mãi môi trường xanh yêu thương. Khởi nghiệp từ đam mê, sáng đó không người nghĩ, đổi mới từng ngày qua, kinh tế xanh vươn bền. Vĩnh Long xanh tươi, vươn tới phát triển bền vững, cùng nhau ta khơi dậy điểm sáng của Cửu Long. Kinh tế số tuần hoàn với kinh tế xanh vươn xa, cùng chung tay vì ngày mai, vì một tương lai tươi đẹp.
bề, sáng tạo không đời nghi, đổi mới từng ngày qua, kinh tế xanh vững bền. Vĩnh Long xanh tươi, vươn tay phát triển bền vững, cùng nhau ta khơi dậy điểm sáng của Cửu Long, kinh tế số tuần hoàn với kinh tế xanh vươn xa, cùng chung tay vì ngày mai, vì một tương lai tươi đẹp. Xanh tươi vươn tay phát triển bền vững, cùng nhau ta khơi dậy điểm sáng của Cửu Long, kinh tế số tuần hoàn với kinh tế xanh vươn xa, cùng chung tay vì ngày mai, vì một tương lai đẹp tươi. Lần thứ nhất năm 2024. Trân trọng được kính chào quý lãnh đạo, quý đại biểu cùng toàn thể quý khán giả đang xem chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Chương trình đang được diễn ra tại làng nghề sản xuất gạch gốm kênh Thầy Cai, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long, được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, tiếp sóng trên Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành bạn. Quý vị vừa được thưởng thức phần nghệ thuật đại cảnh sân khấu hóa mở màn cho buổi lễ khai mạc Festival ngày hôm nay với chủ đề Hào khí đất phương Nam. Xin được cảm ơn phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm, nhóm ca giai điệu Việt, vũ đoàn Gióp Việt Power, các diễn viên của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh và diễn viên Trung tâm Văn hóa Vĩnh Long, sáng tác và hòa âm nhạc sĩ Thế Long, biên đạo múa thạc sĩ biên đạo múa Vĩnh Khương Thảo Lê Trung Trực, đạo diễn dàn dựng nghệ sĩ ưu tú tiến sĩ đạo diễn Quang Chuẩn Vĩnh Khương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý đại biểu và quý khán giả, Vĩnh Long được biết đến là vùng đất hội tụ những dòng chảy lịch sử văn hóa phương Nam, nơi còn mang đậm những giá trị văn hóa được kết tinh từ bao thế hệ, trải qua những biến thiên thăng trầm của lịch sử. Với mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Vĩnh Long đến với du khách gần xa để cùng khám phá, trải nghiệm, nghỉ dưỡng, đầu tư, đồng thời cùng chung tay bảo tồn các giá trị độc đáo của làng nghề sản xuất gạch gốm đỏ Vĩnh Long. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức chương trình khai mạc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Kính thưa quý vị, đến tham dự lễ khai mạc Festival, ban tổ chức xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu. Về phía đại biểu Trung ương, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội đồng nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo Festival. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công Thương, Phó trưởng ban chỉ đạo Festival. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó trưởng ban chỉ đạo Festival. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Festival. Đồng chí Trương Thành Dãnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Đến tham dự lễ khai mạc Festival ngày hôm nay còn có sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Về phía lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành bạn, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Quỳnh Hữu Trí, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thực Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Và đến tham dự lễ khai mạc festival ngày hôm nay còn có sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các hội, hiệp hội trung ương, đại diện các tổ chức trong nước và quốc tế, các nhà tài trợ, các tập đoàn, doanh nghiệp, đơn vị lữ hành trong và ngoài nước, các chuyên gia tư vấn đề án di sản đương đại Mang Thít và đề án bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long, đại diện lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trong khu vực, lãnh đạo các sở văn hóa thể thao và du lịch, sở công thương, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, hội nông dân các tỉnh thành phố xin được nhiệt liệt hoan nghênh chung. Xin trân trọng giới thiệu các nhà báo, phóng viên, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đã đến dự và đưa tin cho chương trình, và đặc biệt là sự có mặt của đông đảo nghệ nhân làng gốm Mang Thít, nhân dân trong và ngoài tỉnh, du khách gần xa đã đến dự lễ khai mạc hôm nay, cũng như khán giả đang xem trực tiếp trên các đài phát thanh truyền hình. Xin nhiệt liệt hoan nghênh chung. Thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, để bắt đầu chương trình khai mạc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long lên sân khấu phát biểu khai mạc Festival. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố. Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, thưa các vị khách quý, khách quốc tế, thưa cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Hôm nay, tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ khai mạc Festival Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Công bố đồ án quy hoạch chung xây dựng lò gạch gốm Mang Thít, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2045, công bố kết quả cuộc thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, tôi xin trân trọng gửi đến đồng chí Hồ Đức Phước, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, các vị đại biểu khách quý, khách quốc tế, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Kính thưa các vị đại biểu, Vĩnh Long
nằm trong trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, từng là cái nôi kinh tế, chính trị với Long Hồ Vinh một thời gian bóng, là nôi giữ những giá trị văn hóa của vùng đất học và quê hương của nhiều danh nhân lịch sử, văn hóa, nhà chính trị kiệt xuất. Toàn tỉnh hiện có 13 cái di tích cấp quốc gia, 56 di tích cấp tỉnh, khu tưởng niệm của đồng chí kiệt xuất như đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, giáo sư, diện sĩ, thiếu tướng anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa. Đất và người Vĩnh Long được thiên nhiên ưu đãi khi nằm vị thế hợp lưu giữa hai con sông Tiền và sông Hậu, thuộc hạ nguồn sông Mê Công, dòng sông Huyền Thoại đã mang nhiều nền văn hóa đa dạng trong suốt hành trình và ban tặng cho nơi này. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt đan xen và hình thành nên một hệ sinh thái miệt vườn sông nước, cây trái xanh tốt quanh năm. Bên cạnh đó, khi hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đã kết nối Vĩnh Long với các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, mở ra cơ hội giao lưu kinh tế quốc tế cho khu vực. Sông nước Cửu Long còn là di tích hội tụ phù sa, tạo thành những mỏ đất sét quý giá, hình thành nghề gạch gốm đã có trên 100 năm. Với vẻ đẹp vừa là cổ kính, phủ màu thời gian vừa lung linh soi bóng, dọc sông Kinh Thầy Cai, sông Cổ Chiên của huyện Mang Thít, Dương Quốc gạch gốm đỏ đã tạo thành niềm tin, niềm tự hào của người dân làng nghề và là nơi điểm đến độc đáo, khác biệt đối với các du khách trong và ngoài nước. Với mong muốn đưa làng nghề truyền thống của địa phương trở thành điểm du lịch hấp dẫn, tỉnh Vĩnh Long đã phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức lễ quách cho ban gốm đỏ kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Quy mô cấp khu vực đồng bằng sông Cửu Long cùng với sự tham gia của thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung, miền Bắc. Sự kiện này tiếp tục tôn vinh tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và bàn tay khéo léo qua bao thế hệ của người dân Vĩnh Long từ hơn 100 năm nay. Nơi đây còn là vùng đất với những con người phóng khoáng, mộc mạc, chân tình của vùng đất trung tâm Tây Nam Bộ, trong cái nôi chung gắn với các vùng miền trong cả nước, cùng với kiến tạo phát triển là tâm huyết của thế hệ đi sau, mong muốn giữ một làng nghề truyền thống vốn có ở vùng đất này. Và hơn hết, đây là kết tinh của mong ước Dương Quốc đỏ gạch gốm sẽ trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn để những lò gạch nghiêu phong cổ kính mang nền văn hóa Vĩnh Long đến với mọi miền đất nước. Festival gạch gốm đỏ kinh tế xanh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 nhằm triển lãm, giới thiệu, quảng bá những thành tựu và tiềm năng thế mạnh trên các lĩnh vực để thu hút đầu tư, tăng cường liên kết, tìm kiếm cơ hội lan tỏa đến các thị trường trong và ngoài nước. Kính thưa các chị, khách quý, Festival gốm đỏ kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 sẽ diễn ra nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị về vùng đất Vĩnh Long, điểm hẹn phương Nam và những giá trị văn hóa độc đáo của Dương Quốc đỏ Mang Thít. Trong đó nổi bật không gian trưng bày rộng lớn cùng với hoạt động trên bến dưới thuyền liên quan ca tài tử, liên quan tiếng hát thanh niên kinh qua Khmer Vĩnh Long năm 2024, các hoạt động biểu diễn dừa lét,
chương trình múa gối nước vô cùng đặc sắc, phục vụ du khách đến tham quan chiêm ngưỡng. Trong khuôn khổ festival, với sự quan tâm hỗ trợ của chính phủ, của các bộ ngành trung ương, các nhà khoa học, các nhà mỹ thuật trong và ngoài nước, Vĩnh Long sẽ công bố đồ án quy hoạch chung xây dựng lò gạch gốm Mang Thích, huyện Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2045, đánh dấu phát triển trong bối cảnh mới, bảo tồn, phát huy và giữ gìn bản sắc riêng của khu vực, trở thành khu du lịch trọng điểm của tỉnh, định hướng là khu du lịch quốc gia, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Long nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Bên cạnh đó, khai thác các giá trị và tiềm năng tổng thể phát triển du lịch cộng đồng thành một trong các trụ cột kinh tế trong mối tương quan phát triển bền vững với các lĩnh vực khác, hình thành hệ sinh thái, cảnh quan, di sản, dịch vụ. Chúng tôi tin rằng trong thời gian tới, các làng nghề truyền thống sẽ tiếp tục được các nhà khoa học, các cấp, các ngành hỗ trợ, các nhà đầu tư quan tâm, tích cực, cộng đồng cùng với các làng nghề thuận lợi giữ gìn và phát huy, có thể vừa là bảo tồn, vừa là đánh thức tiềm năng, mở ra triển vọng kết nối, nâng tầm du lịch của Vĩnh Long, các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long, các nước trong khu vực và thế giới. Nhân buổi lễ khai mạc hôm nay, tỉnh Vĩnh Long sẽ công bố kết quả cuộc thi tuyển ý tưởng, quy hoạch và phương án kiến trúc bảo tàng nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long với sự tham gia của giới kiến trúc sư hàng đầu trong và ngoài nước cùng với nhiều chuyên gia đa ngành. Kết quả có 2 giải nhì và 1 giải ba. Đây là những phương án tối ưu đáp ứng tốt nhất cái yêu cầu thiết kế theo xu hướng của các bảo tàng hiện đại trên thế giới và chứa đựng những nét văn hóa đặc thù của vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long. Bảo tàng là nơi tập hợp nhiều hiện vật và tư liệu nguyên bản kèm theo những câu chuyện sống động, hấp dẫn về văn hóa, lịch sử Việt Nam. Bảo tàng hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn về kiến trúc, địa điểm sinh hoạt, trải nghiệm, cộng đồng hấp dẫn, điểm đến của du lịch, giải trí, học tập, nghiên cứu, các hoạt động văn hóa sáng tạo. Thưa các vị đại biểu, Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh Tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 được tổ chức tập trung vào 2 nội dung chính là gạch gốm đỏ và kinh tế xanh. Sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá những tiềm năng lợi thế khai thác du lịch của làng nghề sản xuất gạch gốm Mang Thích và hoạt động xúc tiến liên kết phát triển du lịch vùng đồng bằng sông Cửu Long, tôn vinh những đóng góp vì sự phát triển nền nông nghiệp xanh nói riêng, phát triển bền vững kinh tế xanh đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Thông qua festival, tỉnh Vĩnh Long mong muốn mang đến thông điệp mạnh mẽ về cam kết của tỉnh nhà trong việc xây dựng một nền kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, xây dựng phát triển và định vị thương hiệu du lịch gắn với hình ảnh của một tỉnh, tập trung phát triển làng nghề gắn với phát huy các giá trị văn hóa, nền văn minh lúa nước của vùng đồng bằng sông Cửu Long đặc sắc và bảo vệ môi trường nhằm tạo ra những không gian và động lực phát triển mới cho tỉnh Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững. Với tất cả niềm tin, tình cảm và kỳ vọng vào thành công của festival, tôi trân trọng tuyên bố khai mạc festival Gạch Gốm Kinh Tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Kính chúc đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên quyền Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo,
các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, các vị đại biểu khách quý, khách quốc tế, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Vĩnh Long mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh Tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 diễn ra thành công tốt đẹp. Được trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long đã phát biểu khai mạc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân tỉnh nhà. Hôm nay, trên mảnh đất Vĩnh Long giàu truyền thống lịch sử văn hóa, tôi rất vinh dự được tham dự Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Đây không chỉ là lễ hội quảng bá giới thiệu giá trị làng nghề gạch gốm đỏ hàng trăm năm tuổi của địa phương, mà còn là một tuyên ngôn mạnh mẽ về cam kết của chúng ta hướng đến một tương lai phát triển xanh, bền vững, gắn với bảo vệ, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa của dân tộc. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân tỉnh Vĩnh Long lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính thưa quý vị đại biểu, thời gian qua, chúng ta vô cùng phấn khởi chứng kiến tỉnh Vĩnh Long đã có bước phát triển vượt bậc. Từ một nền kinh tế thuần nông, quy mô nhỏ, hiện nay tỉnh đã nhiều bứt phá vươn mình phát triển bền vững theo chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh năm 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đặc biệt trong năm 2024, tăng trưởng và phát triển kinh tế của địa phương đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, với tỷ lệ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 6,5%, tỷ trọng khu vực kinh tế phi nông nghiệp chiếm 62,7%, tổng thu ngân sách đạt trên 6.200 tỷ đồng, nổi bật là kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 1 tỷ USD, gấp 1,3 lần so với kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu về phát triển môi trường, văn hóa, y tế đều đạt và vượt kế hoạch, đáp ứng định hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Nhưng kết quả nêu trên đóng góp vào phát triển, sự phát triển chung của cả nước. Nhưng kết quả kinh tế xã hội của tỉnh Vĩnh Long đã góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong năm 2024, tổng thu nhập quốc dân của chúng ta đạt 7%, một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất của khu vực Đông Nam Á. Thu ngân sách của chúng ta đạt gần 100% dự toán, tăng trưởng 18% so với cùng kỳ của năm 2023. Ước tính năm 2024 có thể vượt thu ngân sách nhà nước khoảng 300.000 tỷ. Bên cạnh đó, các chỉ số giá tiêu dùng CPI khoảng 3,8% ở mức thấp. Nợ công cuối năm 2024 dự kiến còn 37% GDP, thấp hơn nhiều so với mức trần 60% Quốc hội đề ra. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng nhanh, bội chi ngân sách thấp dưới 4%, nhiều công trình hạ tầng trọng yếu được xây dựng nhanh như đường bộ, cao tốc, sân bay Long Thành, hệ thống truyền tải điện, năng lượng, sân bay, cảng nước sâu v.v. Nền kinh tế phát triển theo hướng xanh, phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn, hướng tới mục tiêu mức thảm rác thải ròng bằng không vào năm 2050 như cam kết của Việt Nam tại COP26. Chúng ta bước vào kỷ nguyên mới
kỷ nguyên vươn mình và phát triển thịnh vượng. Toàn Đảng, toàn dân ta phấn đấu để đưa đất nước phát triển, giàu mạnh, nhân dân ấm no hạnh phúc. Kính thưa đại biểu, quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân. Trong bối cảnh hiện nay, khi vấn đề biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường đang trở thành thách thức của toàn cầu, việc phát triển kinh tế bền vững và xây dựng nền kinh tế xanh là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tại Vĩnh Long có ý nghĩa vô cùng to lớn và là một bước đi tiên phong, thể hiện tầm nhìn dài hạn và sự đổi mới kiến tạo của địa phương. Sự kiện này không chỉ thúc đẩy phát triển ngành nghề truyền thống mà còn tôn vinh giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, bản sắc văn hóa độc đáo của vùng đất Vĩnh Long anh hùng, quyết tâm chuyển mình, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường của đồng bằng sông Cửu Long nói chung và cả nước nói riêng. Kính thưa quý vị đại biểu, cách đây hàng trăm năm, nghề gạch gốm đỏ đã hình thành và phát triển tại vùng đất Vĩnh Long, nơi giao nhau giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu với những mỏ sét cổ xưa quý hiếm từ hàng trăm triệu mét khối phù sa bồi đắp thăng trầm theo thời gian. Gạch gốm đỏ đã trường tồn và phát triển, sản phẩm đã lan tỏa khắp cả nước và quốc tế. Vì vậy, ngày khai mạc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh hôm nay là ngày để chúng ta tưởng nhớ, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự trường tồn của dân tộc. Ngày khai lễ hôm nay cũng là ngày để chúng ta tôn vinh những thế hệ đi trước đã tạo ra sản phẩm gạch gốm đỏ trường tồn đến ngày hôm nay và được xem là di sản đương đại, là vương quốc đỏ, để hôm nay chúng ta tiếp tục bảo tồn, phát triển và lan tỏa. Thưa quý vị đại biểu, Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh không chỉ là sự kiện văn hóa mà là còn cơ hội để Vĩnh Long giới thiệu hình ảnh về một nền kinh tế xanh bền vững, một điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Tôi hy vọng thời gian tới, nghề gạch gốm đỏ sẽ phát triển lên một tầm cao mới, sản phẩm đa dạng, phong phú, tinh xảo, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt hơn sẽ vươn xa hơn ra thế giới. Những lò gạch nói đỏ sẽ trở thành những lâu đài rực rỡ, lung linh dưới ánh mặt trời. Nơi đây không những tạo ra những sản phẩm quý hiếm, có giá trị, mang bản sắc đồng bằng sông Cửu Long là đặc trưng văn hóa dân tộc, mà còn là một địa chỉ hấp dẫn đối du khách du lịch muôn phương đến với đồng bằng sông Cửu Long, đến với quê hương Vĩnh Long anh hùng. Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Long sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, phát huy tối đa tiềm năng, giá trị độc đáo và lợi thế riêng có của vùng, quyết tâm xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, là hình mẫu tiêu biểu kết hợp hài hòa giữa phục dựng, bảo tồn di sản với tăng trưởng kinh tế xanh, phát triển bền vững, khẳng định vị thế chính trị, kinh tế của khu vực và cả nước, xứng đáng với tên gọi danh xưng Vĩnh Long, nghĩa là mãi mãi giàu có và thịnh vượng. Xin kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí và nhân dân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Đã phát biểu chỉ đạo festival. Kính thưa quý vị, và sau đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo festival phát biểu tiếp thu. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố.
Kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý đại biểu trong nước và quốc tế, kính thưa toàn thể nhân dân và các du khách. Hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long rất vui mừng và vinh dự được đồng chí Hồ Đức Phất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể Trung ương, đại sứ, lãnh sự các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp đã đến dự lễ khai mạc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo các tỉnh thành bạn, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, các vị khách quý, đồng bào trong và ngoài tỉnh và bạn bè quốc tế đã đến tham dự hoặc theo dõi lễ Festival hôm nay tại đây và trên sóng phát thanh truyền hình. Đặc biệt trân trọng cảm ơn những tình cảm của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phất đã quan tâm dành thời gian quý báu trực tiếp đến dự và phát biểu chỉ đạo động viên đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Thay mặt đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long, chúng tôi xin tiếp thu những chỉ đạo hết sức tâm huyết của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đã dành cho tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi xin hứa với đồng chí Phó Thủ tướng và các bộ ngành trung ương, trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long sẽ cụ thể hóa các giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với khai thác tiềm năng du lịch của làng nghề gạch gốm Mang Thít và cũng xây dựng khai thác hiệu quả bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở gắn với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của cả nước và của khu vực và của tỉnh để nhằm phục vụ phát triển kinh tế, du lịch của tỉnh, đồng thời sẽ lưu giữ bảo tồn nét đẹp văn hóa của các di sản, các làng nghề, các đặc trưng của đời sống sản xuất Nam Bộ nói riêng, nét đẹp văn hóa của con người Việt Nam nói chung để giới thiệu đến du khách, bạn bè quốc tế và lưu truyền cho các thế hệ mai sau. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các bộ ngành trung ương, các nhà khoa học, các nhà mỹ thuật trong và ngoài nước đã tích cực hỗ trợ tỉnh Vĩnh Long hoàn thành đồ án quy hoạch chung để xây dựng khu lò gạch gốm Mang Thít, cũng như cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long bảo đảm chất lượng. Đồng thời, chúng tôi cũng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ và sức lực của cả hệ thống chính trị, các đơn vị tư vấn cũng như các ý kiến đóng góp tâm huyết của các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức, các cá nhân trong suốt quá trình lập đồ án và đề án nói trên. Tỉnh Vĩnh Long nhận thức rằng được sự hoàn thành các đồ án đề án này là thuận lợi bước đầu, nhưng để thực hiện đúng quy hoạch cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư và đặc biệt là nhân dân trong vùng dự án. Do đó, trong thời gian tới, tỉnh Vĩnh Long mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, sự chỉ đạo nhiều hơn nữa từ các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, sự quan tâm hỗ trợ của các bộ, ban, ngành trung ương, các tỉnh thành bạn để góp phần biến các ý tưởng trong đề án, trong đồ án quy hoạch thành hiện thực. Bên cạnh đó, mong tiếp tục được các nhà khoa học, các cấp, các ngành, các nhà đầu tư sẽ quan tâm hơn nữa để hỗ trợ tích cực cùng cộng đồng làng nghề, cùng đồng thuận, giữ gìn, phát triển để có thể bảo tồn, vừa đánh thức tiềm năng, mở ra những triển vọng kết nối, nâng tầm du lịch của tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh thành trong đồng bằng của sông Cửu Long với các nước trong khu vực và trên thế giới. Và một lần nữa, thay mặt đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tôi xin trân trọng kính chúc đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phất, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban ngành, đoàn thể trung ương, các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân
và du khách luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin trân trọng cảm ơn. Trân trọng cảm ơn đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Festival đã phát biểu tiếp thu. Kính thưa quý đại biểu, sau đây là nội dung công bố quy hoạch xây dựng khu lò gạch gốm huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2045 và trao giải cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long công bố quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng khu lò gạch gốm huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2045 và công bố tiếp quyết định phê duyệt kết quả cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo ban bộ ngành trung ương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các tỉnh thành phố. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo của tỉnh. Kính thưa quý đại biểu, bà con nhân dân thân mến. Được ủy nhiệm của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tôi xin công bố tóm tắt đồ án quy hoạch chung xây dựng khu lò gạch gốm Mang Thít, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long đến năm 2045, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định 2312 ngày 11 tháng 11 năm 2024 với những nội dung chính như sau. Về tính chất và mục tiêu của đồ án, về tính chất là khu du lịch trọng điểm của tỉnh, định hướng là khu du lịch quốc gia có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là du lịch cho tỉnh Vĩnh Long nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Về mục tiêu khai thác các giá trị tiềm năng tổng thể phát triển du lịch cộng đồng thành một trong các trụ cột kinh tế trong mối tương quan phát triển kinh tế bền vững với kinh tế và môi trường xã hội, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng, hình thành một hệ sinh thái cảnh quan, di sản và dịch vụ. Về định hướng tổ chức không gian quy hoạch sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội làm cơ sở lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quản lý đầu tư xây dựng, tạo cơ sở pháp lý về quy hoạch để triển khai các bước tiếp theo của công tác quản lý đầu tư xây dựng phát triển kinh tế xã hội theo quy hoạch. Về định hướng phát triển không gian tổng thể, cơ cấu phát triển không gian quy hoạch được lấy vùng lõi dọc kênh Thầy Cai làm trung tâm, các khu chức năng gắn với các trục đường chính gồm 902, 909, 907 kết nối từ vùng lõi dọc kênh Thầy Cai đến trung tâm thành phố Vĩnh Long, trung tâm huyện Mang Thít, trung tâm huyện Long Hồ, trung tâm huyện Vũng Liêm, trung tâm huyện Chợ Lách, phát triển khu vực dân cư nông thôn mở rộng về phía tây và phía đông nam, tạo vành đai vùng điểm sinh thái nông thôn bao quanh vùng lõi. Các trục không gian chính của khu vực là chuỗi công trình dịch vụ du lịch thương mại dọc hai bên kênh Thầy Cai, đường 902, tiến chánh quốc lộ 57, đường dẫn vào cầu Đình Khao. Các trục không gian mở sẽ là hệ thống cây xanh, cảnh quan, công viên cây xanh, thể dục, thể thao, cây xanh ven kênh rạch kết hợp với hệ thống cảnh quan bán ngập nước. Về quy mô khu vực lập quy hoạch khoảng 3.060 hecta, giai đoạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2045. Phạm vi quy hoạch thuộc địa bàn các xã Mỹ An, Mỹ Phước, Nhân Phú, Hòa Tịnh thuộc huyện Mang Thít. Về dự báo dân số, tổng dân số trong khu vực lập quy hoạch đến năm 2030 là khoảng 34.200 người, đến năm 2045 là 61.900 người. Về phân khu chức năng,
không gian quy hoạch được chia thành 9 phân khu cụ thể: khu vực 1, khu 1, khu phát triển hỗn hợp, dịch vụ, du lịch, khu dân cư, nông thôn, diện tích khoảng 347 hectare. Khu 2 là khu phát triển hỗn hợp, dịch vụ, du lịch, dân cư, đô thị, diện tích khoảng 251 hectare. Khu 3 là khu dân cư Mỹ An, Mỹ Hòa, diện tích đất khoảng 416 hectare. Khu 4 là khu dân cư sinh thái Cái Nhum, diện tích khoảng 167 hectare. Khu 5 là khu nghỉ dưỡng sinh thái Mỹ Phước, diện tích khoảng 106 hectare. Khu 6, khu dân cư sinh thái Mỹ Phước, diện tích khoảng 253 hectare. Khu 7 là khu dân cư sinh thái Nhân Phú, diện tích khoảng 309 hectare. Khu 8 là khu nghỉ dưỡng sinh thái Hòa Tịnh, diện tích khoảng 194 hectare. Khu 9 là khu nông nghiệp sinh thái gắn với khu lò gạch gốm, diện tích khoảng 1.012 hectare. Về tổ chức thực hiện, giao ban quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mang Thít, các sở ngành có liên quan tổ chức công bố quy hoạch được duyệt, đảm bảo đúng thời gian quy định, xây dựng kế hoạch thực hiện trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, tổ chức quản lý triển khai thực hiện đúng quy hoạch được phê duyệt và đúng quy định của pháp luật, giao sở xây dựng giám sát triển khai thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt. Kính thưa quý lãnh đạo, thưa quý đại biểu, tiếp theo chương trình tôi xin công bố quyết định 2355 ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc trao thưởng cuộc thi tiễn ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc bảo tàng nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Căn cứ lực tổ chức chính quyền địa phương, căn cứ lực kiến trúc, căn cứ nghị định số 85 của Chính phủ, căn cứ quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh số 115 và quyết định số 2335 phê duyệt quy chế và kết quả cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xét đề nghị của Ban Giám đốc dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định điều 1 trao giải cho các đơn vị đoạt giải trong cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Giải nhì trị giá 500 triệu đồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế TAD phương án với mã số AM 5255. Giải nhì trị giá 500 triệu đồng liên danh NDV công ty trách nhiệm hữu hạn kiến trúc BES phương án với mã số FV2512. Giải ba trị giá 300 triệu đồng cho công ty tư vấn thiết kế Deso AC phương án với mã số AD1688. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3, giao thủ trưởng cơ quan đơn vị và các công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lữ Văn Ngời đã ký. Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, tôi vừa thông qua các quyết định được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy nhiệm. Xin kính chúc đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, quý đại biểu, quý lãnh đạo cùng toàn thể các đồng chí, bà con luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng kính chào. Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã công bố quyết định. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý vị khách quý, theo kết quả cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa công bố, sau đây xin được kính mời đại diện liên danh NDV and Partners và công ty trách nhiệm hữu hạn BES Architects, xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và thiết kế TAD cùng lên sân khấu nhận giải nhì.
ban tổ chức cũng trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần tư vấn thiết kế The Show Asia lên sân khấu nhận giải ba. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, và đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long sẽ cùng lên trao giải tặng quà cho các đơn vị đạt giải cuộc thi. Xin trân trọng kính mời các đồng chí. Trên sân khấu lúc này là đại diện liên danh NDV and Partners và công ty trách nhiệm hữu hạn BES Architects, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn và thiết kế TAD và đại diện công ty cổ phần tư vấn thiết kế The Show Asia. Đây là các cá nhân và tập thể đã đạt giải trong cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hy vọng rằng trong tương lai không xa, những ý tưởng này sẽ hiện hữu trên quê hương Vĩnh Long thân yêu của chúng ta. Một lần nữa xin được chúc mừng đại diện của các tập thể và cá nhân đã đạt giải cuộc thi tuyển ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, và trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long. Được chúc mừng các cá nhân và tập thể đã đạt giải trong cuộc thi ý tưởng quy hoạch và phương án kiến trúc bảo tàng nông nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa quý vị, để ghi nhận sự đóng góp tích cực của quý nhà tài trợ đã tham gia đồng hành cùng Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Sau đây, ban tổ chức trân trọng kính mời đại diện các nhà tài trợ lên sân khấu nhận quà và kỷ niệm chương của ban tổ chức. Đơn vị tài trợ Kim Cương sẽ được trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn TNT. Đơn vị tài trợ Đồng sẽ trân trọng kính mời đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, đại diện công ty cổ phần nhựa tái chế Duy Tân, đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam và đại diện công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới. Đơn vị hỗ trợ xin được mời đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, xin được mời đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, xin mời đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á và xin mời đại diện công ty cổ phần chuỗi thực phẩm TH. Xin trân trọng kính mời đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, và đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Festival lên tặng quà và kỷ niệm chương cho đại diện các nhà tài trợ. Thưa quý vị, để festival diễn ra thành công đã trải qua một hành trình rất dài, và một lần nữa để festival diễn ra thành công thì chắc chắn luôn có sự hỗ trợ đồng hành của các nhà tài trợ. Ngày hôm nay ban tổ chức sẽ gửi kỷ niệm chương và gửi tặng những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn đến các đơn vị tài trợ.
trên sân khấu lúc này đây là đại diện của các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần Tập đoàn TNT, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Công ty Cổ phần Nhựa tái chế Duy Tân, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam, Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, Công ty Cổ phần Chuỗi thực phẩm TH. Một lần nữa xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để thay cho lời cảm ơn đến các nhà tài trợ đã giúp cho festival diễn ra thành công tốt đẹp. Chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long, và trân trọng cảm ơn đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo festival. Quý vị khách quý, trong quá trình hình thành và phát triển của làng nghề gạch gốm đỏ ở Mang Thít, có sự đóng góp không nhỏ của những nghệ nhân trực tiếp làm gạch gốm tại địa phương trong việc bảo tồn và phát huy giá trị của làng nghề. Để tôn vinh những đóng góp đó, ban tổ chức xin trân trọng kính mời các nghệ nhân đại diện gia đình nghệ nhân lên sân khấu để nhận quà của lãnh đạo tỉnh. Chúng tôi xin được mời ông Nguyễn Tấn Nghĩa, ông Đoàn Văn Đực, ông Nguyễn Văn Bui, ông Trần Văn Sáu. Xin được kính mời ông Trần Văn Bảy, ông Trần Ngọc Hải, ông Trần Văn Mừng, ông Hồ Văn Minh, ông Nguyễn Minh Ký và bà Đoàn Thị Ngọc Diệp. Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo festival, và trân trọng kính mời đồng chí Đặng Văn Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban tổ chức festival sẽ lên sân khấu tặng quà cho các nghệ nhân đại diện gia đình nghệ nhân. Xin trân trọng kính mời hai đồng chí. Cảm ơn các nghệ nhân đã có những đóng góp thiết thực trong những hành trình vừa qua để giúp cho làng nghề gạch gốm kênh Thầy Cai, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long ngày một phát triển hơn nữa. Hy vọng trong tương lai không xa, làng nghề gạch gốm Mang Thít ở kênh Thầy Cai, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa, một điểm đến du lịch hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam và bản đồ thế giới. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo festival, và trân trọng cảm ơn đồng chí Đặng Văn Chính, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban tổ chức festival. Những chòm pháo hoa rực rỡ, hy vọng rằng đây cũng là một thông điệp mạnh mẽ, và hy vọng rằng trong tương lai không xa, như ban tổ chức đã chúc cho quê hương Mang Thít ngày càng phát triển, chúc cho lò gạch gốm ở kênh Thầy Cai sẽ trở thành một điểm hẹn văn hóa, một địa điểm du lịch trên bản đồ du lịch Việt Nam và du lịch thế giới trong một thời gian không xa.
Ngay sau đây, trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý đại biểu cùng đồng bào đón xem chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Gạch Gốm Đỏ Kinh tế Xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024. Chỉ đạo thực hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long, phối hợp thực hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, thực hiện Công ty Cổ phần Truyền thông Quốc tế Expo, kịch bản văn học Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, kịch bản và tổng đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Tiến sĩ đạo diễn Quang Chuẩn. Kính mời quý vị cùng đến với phần 1 mang tên Gạch Gốm Đỏ Mang Thích Vĩnh Long, Con đường di sản trăm năm. Dòng cổ chiên từ sông Măng Thích sang ánh lửa bừng đất nở hương hoa, đây đó giang rồng bãi xa sắc đỏ, đất lửa qua tay người, đất đã lên ngôi. Từ miền Mỹ An, từ quê An Phước, Mỹ Phước mỗi ngày sông hát dân ca, nhân phú nắng hồng lung nắng tỏa, đất lửa bao nhiêu đời tiếng lành vang xa, bao mái nhà khang trang rộn ràng màu ngói đỏ, nhưng tường cao thêm cao ôm ấp sắc gạch hồng, khói lò trăm năm lan tỏa, sang ánh lửa bừng đất nở nên hoa, đây đó giang rồng bãi xa sắc đỏ, đất lửa qua tay người, đất đã lên ngôi. Từ miền Mỹ An, từ quê An Phước, Mỹ Phước mỗi ngày sông hát dân ca, nhân phú nắng hồng lung linh nắng tỏa, lửa bao nhiêu đời tiếng lành vang xa, bao mái nhà khang trang rộn ràng màu ngói đỏ, nhưng tường cao thêm cao tôn ấp sắc gạch hồng, khói lò
sông cuốn khúc đất Vĩnh Long mở cá linh giật mình nhảy sớm chiếc xuồng văng ngang nối đôi bờ cánh nhỏ mây dầm mềm khua làm lắc lai chòm bóng điên điên chiều buông lời thông phá rơi những sợi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa thưởng thức tác phẩm Sắc Đỏ Kinh Thầy của nhạc sĩ Hoàng Lộc do ca sĩ Huỳnh Thật trình diễn và bài ca cổ Bên Dòng Sông Sắc Đỏ của tác giả Huỳnh Thanh Tuấn qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh. Kính thưa quý vị, dọc kênh Thầy Cai nối dòng sông Cổ Chiên, nghề làm gạch gốm nơi đây gắn chặt với những câu chuyện mưu sinh để tạo một vương quốc gạch gốm đỏ giữa lịch sử trăm năm. Trải qua bao biến cố thăng trầm và đổi thay của thời cuộc, người dân nơi đây vẫn bám đất, giữ nghề qua nhiều đời. Những kỹ thuật được truyền lại theo năm tháng đã trở nên điêu luyện. Từ tảng đất thô sơ qua bàn tay tài qua của người thợ đã trở thành những sản phẩm hữu ích làm đẹp cho đời. Và những viên gạch ngói đầu tiên được hình thành đã gắn chặt với những giọt mồ hôi và tình cảm của người thợ ngày đêm bên lò nung rực lửa. Từ những lò gạch nhỏ lẻ ban đầu, một vương quốc gạch gốm đỏ đã dần hiện lên, trở thành niềm tự hào của người dân Mang Thít bên dòng kênh Thầy Cai nói riêng và nhân dân tỉnh Vĩnh Long nói chung. Thank you.
chiều cánh tay, tuyệt chiều trái tim của những người con miền sông đưa bao đời chung tay chinh phục thiên nhiên, xây đắp cuộc đời tô hồng thêm ngày mới. Chiều biên mới sinh, chiều biên gạch hồng, hôm nay cùng đi khắp muôn phương. Đoàn Gió Việt vừa trình diễn bài múa Độc Lập Giọt Hồng do thạc sĩ Võ Nguyễn Thành Nhân biên đạo với phần âm nhạc của Việt Qua. Tiếp đó là nhạc phẩm Tự Hào Gốm Đỏ Mang Thích, sáng tác mới của anh Kiệt Quang Hạc do nhóm ca giai điệu Việt Sắc Việt trình bày. Kính thưa quý vị, kế thừa những di sản văn hóa truyền thống, những ưu đãi của mẹ thiên nhiên, người dân trên vùng đất chín rồng đã sẵn sàng tự tin bứt phá cho hành trình mới, cho những khát vọng xanh, nông nghiệp xanh, nông thôn xanh, cuộc sống xanh. Dòng Cửu Long, nơi cây lành trái ngọt, đất nặng phù sa, mà đất hiền hòa, nơi gặp gỡ cộng cư sinh sống của những con người chất phác, đôn hậu, nghĩa tình, hào sảng. Nằm giữa hai dòng sông Tiền và sông Hậu, Vĩnh Long được xem là vùng đất trù phú bậc nhất của vùng đồng bằng sông Cửu Long, với nền văn hóa đa dạng, độc đáo, luôn dịu dàng và làm say đắm lòng lữ khách mỗi khi ghé thăm. Và kính thưa quý vị, trên bức tranh tuyệt tác của vùng đồng bằng sông nước,
nổi lên những nét chấm phá đầy sắc màu ấn tượng. Đó chính là những giá trị của văn minh sông nước miệt vườn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Sau đây xin mời quý vị đại biểu và quý khán giả cùng thưởng thức ca khúc Xuôi dòng Cửu Long, sáng tác của Diệu Kiên qua phần trình bày của ca sĩ Ngô Thái Bảo và vũ đoàn Gió Việt. Tiếp nối ngay sau đó, nghệ sĩ ưu tú Lê Tứ Hà Dư và vũ đoàn Power sẽ thể hiện bài ca cổ Mang Thích Ơi Dòng Sông Chờ Đợi, sáng tác của Phan Văn Thành. Hôm nay đang tiếp tục kế thừa phát huy những di sản văn hóa. Anh về mang thất chiều nay, đường quê lòng gió lạc lại qua I'm
sáng sông cặp bến chờ như chờ thương về với đôi bờ. Ôi sông quê đã có từ bao giờ mà người đi bao năm dài biển biển để ai đợi ai chờ và giết nhớ mong xuân hiệp mùa này đường về hãy thương rực rỡ sắc hoa vàng trời gái hãy thương rộn ràng mùa duyên thank you.
hôm nay đang tiếp tục kế thừa phát huy những di sản văn hóa cũng như những giá trị kinh nghiệm trong sản xuất kinh tế mà cha ông bao đời đã để lại, phát triển Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp, bền vững, phồn vinh, góp phần cùng đất nước vươn tầm ra thế giới với một nền kinh tế xanh. Nếu mà anh yêu, anh mến
năm nào còn giang là giang ơi họ ơi. Vĩnh Long nghĩa tình là tình thương mến bên nhau. Vĩnh Long dương mình là cùng đoàn kết dừng sai. Vĩnh Long hôm nay kỳ dừng trái cây xum xuê làng gờ mang thân ngơ. Cùng kinh tế xanh dương vàng dương xa. Sông cả bên lội tình đàn, trên cây trên hoa sẽ rộng ràng. Người dân bình dị thật thà quá đáng yêu. Vĩnh Long phong cảnh thông tin phải quá chiêu. Vĩnh Long, Vĩnh Long khác dòng sông. Xoáy cuộn trong trạng ông trên nội đông vui. Sao bên lâm như đồng cuốn khúc đó bên lâm nét đẹp ngoạn mục như mơ. Phát nghe của họ liền gấm đỏ con vây xa. Lắng nghe mang khách đu đồng người đừng chân ca. Hey, uống sữa quá thơm ngon ngày em về hiện lâm hồ hương nhẹ con vây xa. Hey, dài biên ngọc xanh đất lành thì chim đậu. Vĩnh Long hai tiếng thân thương quê tôi đi sẽ sợ thần tiên tuyệt vời. Về nơi đây lòng nghe sóng xuyên nắng gió phương nam bao mùa trái cây hoàng sai lúa xanh tươi lòng thanh thang ngát hương hai mùa. Lòng hân hoan đón chào tương lai nay Vĩnh Long đổi thay gió đất mẹ thêm tươi đẹp phồn vinh. Vĩnh Long cắm lịch người xưa rung dừa tươi tốt dân tình hiền.
đại biểu, quý vị khách quý, tiết mục Vĩnh Long Khát Vọng Xanh đã khép lại chương 4 Khát Vọng Xanh của chương trình. Và ngay bây giờ, kính mời quý vị cùng thưởng thức pháo hoa nghệ thuật và trình diễn công nghệ hiện đại drone light đặc sắc ngày hôm nay. Và xin quý khán giả hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho những dòng pháo hoa đang xuất hiện trên bầu trời của huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long trong buổi tối ngày hôm nay. Và ngay bây giờ sẽ là phần trình diễn công nghệ hiện đại drone light đặc sắc của chương trình. Bầu trời lúc này là bản đồ tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, được bao bọc bởi hai dòng sông Tiền và sông Hậu, là nơi hội tụ của nhiều dòng chảy văn hóa. Trải qua gần 300 năm đã hình thành một hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú đa dạng, có vai trò quan trọng trong lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh nhà. Logo tỉnh Vĩnh Long được cách điệu bằng hai chữ VL Vĩnh Long. Logo tỉnh Vĩnh Long với bố cục hình tròn vững chắc cùng biểu tượng cánh chim bay và hình ảnh di tích Văn Thánh Miếu mang đến thông điệp về vùng đất địa linh dân kiệt giàu truyền thống lịch sử chắc quá đang chuyển mình dâng đến tương lai phồn vinh và thịnh vượng. Hãy dành một tràng pháo tay cho logo tỉnh Vĩnh Long. Trên bầu trời lúc này chính là hình ảnh của di tích Văn Thánh Miếu Vĩnh Long, được xây dựng vào năm 1862 và được mệnh danh là Quốc Tử Giám của phương Nam. Văn Thánh Miếu là một trong những biểu tượng đầy tự hào của vùng đất Hồng Vĩnh Long và được công nhận là di tích quốc gia vào ngày 25 tháng 3 năm 1991. Đây là
là nơi tập hợp các bậc văn nhân sĩ phu vừa sáng tác vừa dạy học và nói lên tiếng nói yêu nước trong thời kỳ bị ngoại xâm. Tiếp sau hình ảnh Chăn Thánh Miếu sẽ là hình ảnh công viên tượng đài chiến thắng Mậu Thân. Vĩnh Long dùng chất học là niềm tự hào của biết bao thế hệ với bề dày lịch sử oai hùng. Và công viên tượng đài chiến thắng Mậu Thân là chứng tích lịch sử hào hùng của vùng đất Vĩnh Long, thể hiện sức mạnh đoàn kết và ý chí quật cường của người dân Vĩnh Long trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Cổng chào vừa mang hình dáng cánh chim bay lên, vừa biểu trưng vòng tay gian rộng hiếu khách và hình ảnh của một quyển sách mở mang đậm nét văn hóa của miền đất Hồng Vĩnh Long. Xin quý khán giả một tràng pháo tay cho hình ảnh cổng chào thành phố Vĩnh Long. Kính thưa quý vị, đến Vĩnh Long chắc chắn một điều là chúng ta sẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cầu Mỹ Thuận. Cầu Mỹ Thuận là niềm tự hào của người dân Vĩnh Long và Tiền Giang, đồng thời là điểm nhấn nổi bật trong cảnh quan vùng sông đất miền Tây. Cầu Mỹ Thuận 1 có trụ hình chữ H được khánh thành vào năm 2000. Cầu Mỹ Thuận 2 có trụ hình chữ A được khánh thành vào năm 2023, song song với cầu Mỹ Thuận 1, nối liền tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Đặt gấm đỏ kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 là cơ hội để tôn vinh những người làm gốm và nghề truyền thống gấm đỏ tại Vĩnh Long. Sau đây là logo của festival. Sự kiện này sẽ trưng bày các sản phẩm gốm và nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh Vĩnh Long cùng với các hoạt động quảng bá xúc tiến, mời gọi đầu tư, nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch, hội thi ẩm thực liên quan đơn ca tài tử. Ngay sau đây, xin mời quý khán giả cùng đến với điểm hẹn bên dòng cổ chiên. Về Vĩnh Long, nơi đang diễn ra festival gạch gống đỏ kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất, với chủ đề điểm hẹn bên dòng cổ chiên. Bên dòng cổ chiên Hiền Hòa là làng nghề truyền thống gạch gốm mang sách có tuổi đời hơn 100 năm. Tỉnh Vĩnh Long đang tôn tạo và đầu tư làng nghề gạch gống đỏ để trở thành một di sản đương đại mang sách với sản phẩm du lịch đặc thù là Dương Quốc gốm đỏ. Ảnh làng nghề gạch gốm đỏ, vùng đất Nam Bộ được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho lượng nước phù sa dồi dào, tươi mát từ dòng Mekong hùng vĩ. Khi qua địa phận Vĩnh Long, dòng phù sa châu thổ kết tinh tạo nên một nguồn tài nguyên đất sét quý giá và sớm được người dân khai thác để sản xuất gạch gốm. Gốm đỏ Vĩnh Long không chỉ vang danh trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Thưa quý vị, festival gạch gốm đỏ kinh tế xanh được tổ chức nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương Vĩnh Long nói chung và quảng bá những tiềm năng lợi thế của vùng di sản đương đại mang tích nói riêng, nhằm phát triển du lịch xanh, kinh tế xanh cũng như bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng. Và chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón gạch gốm đỏ kinh tế xanh festival của năm 2024 tại tỉnh Vĩnh Long. Chiên xuồng là một hoạt động phổ biến trong sinh hoạt sản xuất và cũng là hình ảnh đặc trưng của cư dân vùng đồng bằng sông nước Cửu Long. Hình ảnh chèo xuồng sẽ tiếp tục ngay sau đây. Có thể nói hình ảnh thiếu nữ chèo xuồng cũng là niềm cảm hứng cho nhiều loại hình nghệ thuật như thơ văn, điện ảnh hội họa, điêu khắc và nhiếp ảnh. Và đây
Đây sẽ là thông điệp, là tấm lòng của người dân Vĩnh Long dành cho quê hương của mình. Các thế hệ hôm nay và mai sau sẽ luôn tự hào và phát huy truyền thống hào hùng của ông cha, luôn ra sức nỗ lực đoàn kết, dựng xây quê hương Vĩnh Long ngày càng giàu mạnh, văn minh. Tôi yêu Vĩnh Long. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý đại biểu, quý vị khách quý và tất cả quý khán giả, chúng ta một lần nữa hãy cùng hô vang khẩu hiệu "Tôi yêu Vĩnh Long" được không ạ? 3, 2, 1, tôi yêu Vĩnh Long. Festival gạch gốm đỏ kinh tế xanh tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất năm 2024 đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành trung ương và các địa phương, các cơ quan ban ngành, các nhà tài trợ và đồng bào đã đến tham dự chương trình cũng như đón xem trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long và các tỉnh thành bạn. Kính chúc quý đại biểu, quý du khách tiếp tục có những trải nghiệm thú vị trong những ngày diễn ra lễ hội tại tỉnh Vĩnh Long. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.